Ê, ow. VN Club và mình là Jenny. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục cái hôm trước chúng ta đang làm giữa chừng. Vẫn là cái chỗ đó thôi, vẫn là cái góc độ hôm bữa hôm qua chứ, hôm qua vừa người ta hôm kia nói đúng. Hey, vẫn đang trong quá trình đi tìm đi săn thằng Enderman đúng không? Mấy bạn hỏi câu rất là ngớ ngẩn, săn Enderman để làm gì? Để lấy mắt chứ để làm cái gì trời? Lấy mắt đâu? Để lấy mắt, quên, để lấy ngọc Ender. Ừ. Ok, ta phải đi săn cái thằng quỷ đó để lấy ngọc Ender thì mới có thể tới The End được. Một bánh rồi mà chưa. Ồ, không trúng. À. Nợ. Nợ. Cái này sẽ tốn nhiều thời gian lắm. Nợ. Nợ. Có thằng nào tới sau lưng mình không ha? Nó quỷ này bất tử à. Cao hơn tí nữa. Yeah. Ta-da. Ok, cái nhiệm vụ cần thiết nhất là phải đi kiếm thằng Enderman cơ mà. Sáng thế nhỉ. Ok. Enderman. Enderman. Ui ôi, có thằng phù thủy kìa. Thủ tiêu nó. Thủ râm thủ tiêu tiêu hó cờ hó lại thấy rồi, má mắt chó à, quên lộn, rồi các bạn như là chó mù màu. Ok, đấy. Ow. Ow. Fuck luôn á. Trời ơi, mày làm cái gì, biết địa chỉ anh rồi vậy luôn. À, biết địa chỉ mình rồi là nó tới nó chụp hình, đòi chụp hình chung. Tưởng kia thấy mình này. Ôi chết rồi. Headshot. Oh. Nice. Nice. Headshot. Ok. Ok, ok. Không thấy thằng bẹo Enderman nào luôn. Fuck. Chúng ta phải nhìn nó rồi chúng ta chạy qua bên kia đúng không? Ok, ok. Chết rồi, cái kiếm đâu mẹ rồi. Vỡ mồm rồi. Ow. Ngon vô. Ngon vô. Bố chấp mày luôn, hiểu không? Ow. Có bao nhiêu thằng vậy? Ow. Mày ăn gian mày gọi đồng bọn mày. Ow. Mày bưởi. Ây da, hơi dịch. Chết đi, chết đi. Chết là chặt hoài không trúng. Ở trong phiên bản trước là chúng ta cứ thế mà lăn xả thôi, còn cái này chặt hoài lấy trúng thế nào. Ok. Ê. Ê. Ow. Ow. Chết rồi. Chết này, cà rốt. Chết này. Chết này con chó. Chết này. Tạ lắm. Cảm ơn nhá. À, con đông đất ngon vãi. Ok. Ta không nên, ta phải nghiêm túc không? Không nên có đùa giỡn quá. Nhầm 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 nhầm. Ok. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Ui trời ơi, cái này sắp đi rồi. Chậm hỏng ba lại là... sắp đi thế quái nào. Ê. Ê. Ờ. Ê. Được rồi, lập được cái Ender nào. Thôi. Mặt. Mặt áo vô. Bố mấy thằng biến thái. Ok. Ủa sao nay sáng thế nữa. Có lẽ trời sắp tối rồi. Ơ à, trời sắp sáng rồi, quên nhầm. Chút. Chút. Tên. Chút. Ow. The fuck. Ooh, what the fuck? Nice. Ê. Ê.
Bạn thấy mình không để cái face cam nữa rồi. Tại vì mình thấy á, về mấy game khác thì được. Về nếu mà vấn đề face cam thì đối với Minecraft thì mình thấy nó không có hợp lắm, bởi vì cái này coi như là nhân vật riêng của mình, và mình là hòa nhập với những nhân vật đó để nói chuyện. Còn các bạn thì nếu mà để cái góc này cái face cam mà ôi có thằng muốn chụp hình chung face cam của ở đó thì thì bị dễ bị phân tâm lắm, sao coi dễ phân tâm. Còn ai nữa không, còn ai muốn thể hiện nữa không? Ok, nó chạy. Ui, dân làng này chiêu ta để kinh nghiệm. Ok, cái này là cái gì? Vì cái này là cái gì luôn. Sử dụng xương cho nó. Cái này chúng ta sẽ chỗ này anh xây cực nhọc đó nha mày. Không đâu nha mày. Không được nổi nha mày. Đừng có. What the fuck? Nào mới kêu. Hết mấy thằng quỷ đó. À nhon, hello sir. Nó thấy rồi. Xa quá. Kiếm đâu?
Hả? Thanh niên đâu rồi nhờ? Không thấy cái quần què gì luôn. Cứ có tiếng ăn nhện nha, thề cái. Ây da. À mấy chó. Au. Hiếp dâm. Thằng quỷ nhện. Tao biết ngay mà. Thằng khốn nạn. Mày nữa. Biến. Áo, biến. Đâu? Trời ơi. Ok. Ô. Ngon vô. Ôi. Mấy được. Ê da. Má như đã sụt nhờ. Con quỷ đâu rồi? Ao. Mày dạ bưởi. Úi giời. Cha chan. Hôm nay có kẻ sẽ phải chết. Là mày. Chưa. Ngon vô cùng. Ow. Cha chan. Đất được viên gì luôn, phải đái. Đệt. Không được cái gì luôn. Trời ơi, mỗi đêm một con mà tính ra là 20 phút mỗi lần tao giết được mày luôn á. Trời ơi. Không có gì luôn chứ. Sao cái ngày đầu tiên nó dễ dàng dữ dội. Ngày thứ hai nó khó dữ. Ủa. Mình không nhiều vậy. Thôi được rồi. Sai đã tìm à. Hiếp dâm nha. Bỏ nha mày. Bỏ. Phát hiện mà mày ăn trộm nha. Ăn trộm xương rồng của bố. Rồi ăn trộm. Áo. Ăn trộm. Mày à bưởi. Bưởi. Mày à em được. Em. What the fuck. Con này nhiễm Naruto quá. Yeah. Nhiễm Naruto. Yeah. Trời thương. Bỏ ra mày. Quên lộn nhện. Trời thương mình quá. Oh yeah. Ôi wow. Wow, trời ơi, nhà tao còn chưa cho thuê mày chui vô làm tỉnh như rùi vậy mày. What the fuck man. Tỉnh như rùi luôn hả? Hụt rồi. What, hụt rồi. Ê. What the fuck. What the fuck. Phản đam. Không phải đam nhở, không phải đam vô nói. Ôi, xuống nước chui trong, đúng rồi. Đúng rồi. Úi giời ơi. Úi giời, lên giáp kiểu như là giáp máu mẹ rồi. Úi giời, trèo lên trên luôn. Chúng ta chưa chào nhau à hả? Chú từ đâu tới mày? À quên lộn, mày từ đâu tới chú? À, mày từ đâu tới hả? À. Mày biết đây nhà ai mày vô, mình thấy tao. Hả? What the fuck? Quỷ sứ ha. Ok. Wow. Thằng tính làm cái gì? Sao phải phá cái này đi rồi. Và tập này đến đây hết. Mong các bạn like và subscribe channel của mình. Nhớ like, subscribe. Không thì bố bắn ra loài rồi. Ê, cái đó. Ok. Mình đang bắn vào màn hình này. Wow. Ok. Mình phải là... Bye bye.